Hiện nay tại đường trục thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến, huyện Phú Cừ, còn nhiều hố ga, hố thoát nước chưa có nắp đậy, gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua đây. Tuyến đường dài gần 2 km tại thôn Hoàng Xá này đã tạm dừng thi công gần 5 tháng nay. Không chỉ bụi mù mịt, đi lại khó khăn, mà còn có khoảng 20 hố thoát nước xây dựng đang dở dang, chưa có nắp đậy. Đã có nhiều vụ ngã xe, tuy chưa có thiệt hại về người, nhưng nguy cơ tai nạn luôn xảy ra, đặc biệt cho những ai phải đi qua đây vào buổi tối. Cứ mà làm đường mới thì ổ gà rồi đấy, đi đường chỉ là trẻ con nó đi là nó ngã. Đi cái gỗ ga đấy thì là cháu là thôi nó ngã con đấy, mà tôi cũng bị chụp con đấy một lần. Đấy, thế là chân tôi đã đau. Xây dựng tuyến đường trên nằm trong gói cải tạo các tuyến đường trục thôn tại xã Tiên Tiến trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Đến nay, xã đã giải ngân khoảng 40% ngân sách của tỉnh giao. Số vốn còn lại, xã Tiên Tiến vẫn chưa đối ứng được do chậm đấu giá đất giãn dần. Tuy nhiên, việc không đậy các nắp hố luôn tiềm tàng nguy hiểm. Vì vậy, chính quyền địa phương, chủ thầu xây dựng cần sớm có biện pháp để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.